Em chào anh. Định đi đâu à mà đẹp trai thế? À không. Hả? Ờ đi phát nương mà áo sơ mi đẹp này à? À chị gái của anh Phủ sang bên này chưa à? Chị vợ ấy. À sang rồi à? Vợ chị đi đâu rồi? Không biết à. Em chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Hôm nay thì chúng em tiếp tục là quay trở lại xóm vui nhộn A Phủ, A Lành, A Sợ. Nè. Mẹ này săn gạo được không anh Phủ ơi? Hôm nay chưa sắp không cần phải nước đâu. À, lành là lịch sự lắm. Thôi em không uống nước ngọt đâu anh ạ. À. Đây, cho anh Phủ uống, bác uống đi. Vâng, bác uống đi. Vâng, em không uống nước ngọt. À, đấy. Đây là... Em đi, anh đi đó cái em gái của vợ đấy. À. Lấy ở xã Cúc Mì. Em đi đó về đây. Anh đang ngủ. Một cái không có nước uống này. Ôi không có gì đâu. Vâng. Mọi lần là lên đây chơi là toàn ngồi nhà A Phủ, hôm nay là ngồi ở nhà A Lành. A Lành là cũng được các cô các bác là tặng bàn ghế cho lấy từ cái hồi Tết nhỉ. Đấy này có dịp ngồi uống nước nói chuyện. Nhưng có cái bộ bàn ghế này thì khi mà mình đến nhỉ, ngồi nói chuyện với nhà khách khứa trông nó lịch sự hơn hẳn nhỉ anh nhỉ. Đấy. Mình phải lấy người xoay cái mặt của nó. À, phải xoay mình cho mình. Phải xoay xoay mình. Một cười quá. Nó hôm qua chưa, tầm 10 giờ nó đi. Cô đấy bảo là cô đấy có chồng mà bỏ từ lâu rồi. Nhưng mà đấy thì thấy cô đấy, cô đấy chả biết giả là thật. Cô đấy chắc trêu thôi. Đúng rồi, mình chắc phải trêu nó. Nó cũng là gì, hả? Bố của cái bạn Dung đấy à, bố của cái bạn mà áo vàng xinh xinh đấy à, mẹ của cái bạn áo vàng xinh xinh hôm trước đấy gì, bạn cao cao đấy à, Hà, mẹ của bạn Hà đấy á, à. Chắc là chị chiều thôi. Nhà đấy giàu mà, đấy anh em mình xem nhà, cái nhà sàn 2 tầng đấy kìa, đúng rồi, ừ. Nhà to đang làm đấy, ừ, đó chiều thôi. À không, bao giờ nó đi về bên kia ấy? Nó bỏ là bên kia nó bỏ là cho về một hai tuần cơ, nhưng mà mình về thì cứ cho nó ở lô, nó dạy cho mình nó đi xem, cứ cho nó ở một hai tháng. À, cho chị vợ bên này dạy vợ anh đi xe máy đúng không? Vâng. À. Cho vợ anh đi lấy hàng cho anh nhờ. Nhưng đi xe máy nào? À, xe của cháu anh đấy á. À, xe của anh. À? Ừ. Mang về đây chưa? Chưa. Ra tí chiều tí em mới đi mang. Ồ. Chiều chưa? Ra chiều mình chạm rồi à? Tàu đi rất ạ. Ừ. 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 Ừ, đúng rồi, ừ, đó. Cảm ơn thầy. Ừ, đi. Ừ, đúng rồi. Ừ, thì cô đó thế đấy. Ôi, nên lo.
Ui. Hôm nào phải sửa lại đường đi anh ấy ạ. Vâng ạ. Anh đã chuẩn bị mua xi măng đấy. Vâng. À cháu nha. Vâng. Chị sang bên này từ hôm thứ mấy ạ? Hả? Chị này có biết nói tiếng Kinh không? Ờ, tôi thì có. Tôi nghe thì nghe được, người ta nói mình hiểu nhưng mà mình lại nó không gian. À, vâng. Hỏi xem chị có thích A Sợi không? À, cái này chưa hỏi, à, không biết. Ê, ở tù nọ thì có bụi nhẹ, phải tù tì lò, chỉ có hai lục bệnh nào nào. Thế thì nhẹ yêu em. À, chị ấy bảo là, anh sợ không thích nói nhưng mà nói chung là anh sợ thích thì nó mới thích anh sợ. À anh sợ thích chị này thì chị này sẽ thích lại. Chị ấy tên gì ạ? Dạ. Chị tên là gì ạ? Con về hôn chàng. Tên là Máy. Máy? Ừ, Máy, chị Máy. Đấy, nếu mà sau này thành đôi là đây là mẹ chồng con dâu tương lai đấy. Hỏi bác này đây. Hỏi mẹ anh sợ em có thích chị à? Duyệt chưa, ok chưa? Vâng, thích quá luôn rồi. Này anh sợ thì đi vắng rồi nhỉ. Và chị thấy ở bên này thế nào? Có tôi trung tên rồi có phụ phỏ tôi hắn nói giống nhớ đi chà, cháu đi chà nữa này. Như nhau thôi. Như nhau thôi à? Dạ, dạ. À. Thế chưa đi đâu biết, chưa đi xa. Bên này mình tiện hơn đi chợ các thứ nhỉ, tiện hơn nhiều. Nhưng bên mình là nóng hơn một tí nhỉ. Ừ. Chị này biết đi xe máy nhỉ? Biết đi xe máy chứ? Có phố cho xe đó. Biết đấy. Biết đi xe máy là sang bên này chơi là vừa sang bên này thăm nhà của em gái mình đi lấy chồng. Thăm nhà chồng em mình đấy, vừa là dạy cho em là biết đi xe máy nhỉ? Đấy đúng đấy, anh Phủ là bây giờ có vợ rồi thì anh Phủ bán quán này, sửa xe các thứ thì đều phải lấy đồ ấy thì cần phải có người đi xe chứ mình không thể nào mình nhờ người ta suốt được, nhờ mãi được là cũng khó nhỉ. Đấy, cái cháu anh mà có cái chiếc xe cũ nhỉ thì cho nó mượn đi nhỉ. Đấy. Đúng là phải tìm hiểu đã nhỉ, tình cứ tìm hiểu xem thích hay không thích chứ chưa ai bắt luôn mà nhỉ. Vâng. Và rủ nhau đi chơi. Đấy, hai người đi chơi chỗ lọc đó kia. Anh nhưng anh sợ là không nói được gì cơ. Có anh này đi cùng nữa phiên dịch. À, có anh đi cùng nữa phiên dịch. Cúi giờ vì đứa coi. Nhưng mà dành thì lấy đi trong phòng này. Vâng. Cơ ta xa chả vậy. Cơ ta xa chả vậy.
nó không có dùng điện thoại nhà, còn gọi nó về. Sợ á? Cứ nói nó không có dùng. Chị này vào nhà anh sợ chơi bao giờ chưa? Lên đây. Tôi một phải hát sẻo chơi, không chỉ thẳng quá. À, nó đi rồi. À, đi vào nhà anh sợ chơi rồi à? Vâng. Cô này là được rồi. Hả? Cái gì à? Cái gì anh nói là cái gì à? Anh bảo cái gì? Anh bảo cái gì? Anh bảo cái gì anh Lình? Anh đã bảo là nhưng mà anh sợ chơi rồi em gái này đây là quá tốt rồi đấy. Không phải là như này cơ mà biết nó. Còn chơi cô này thì không biết nó đấy nhờ. Vâng, nếu anh sợ là chơi được cô này là được đấy. Gầy gầy mới khỏe, đi làm đồi với bà cũng được nha. Đúng rồi. Và tối cô này nhưng mà hôm qua mới vợ đêm mà. Em trai của anh ở bên Xính Trải, thằng em. Em trai là không phải là bà cơ, cậu ấy, cậu của mẹ đấy. Là bây giờ là anh em đấy, chú cậu là em cậu, anh cậu, chú cậu. Này cũng sang đây để tán chị này, chị máy này. Đây không không nổi con sang đây mà không nổi đây cái thằng mà người không to cái bên bên thế không nổi. Cái thằng mà là tán con chú Tùng này á? Đúng rồi. À, cái thằng đấy cũng sang đây chơi à? À. Cái ông đấy có thích chị này mà. À. Nhưng ta thì tính làm mất đấy. Bây giờ có người tranh mà. Có người tranh mà. Bây giờ cũng không phải tại đây, có thật trên, ta sảnh nó cũng trên, nó có tranh mà. Anh sảnh đấy á? Anh sảnh này cũng đang thích này. Còn cái anh hôm nọ cũng thích này. Đấy. Nếu mà chị còn không thích nhá, chị cũng bảo là anh sợ đồng ý thì chị cũng ok đấy nhỉ. Đấy. Nhìn đẹp gái mà, ai bảo xấu đâu. Xinh. Cứ tìm hiểu trước đã nhỉ, xem như nào. Đây ông này chả nói chuyện gì nhỉ, lắc lắc đầu đến này chạy chết. Chị này bên này mà đủ ăn một tí, béo một tí là xinh gái đấy. Thật luôn. Em tăng mấy cân rồi? 51 cân á. Nhưng sang bên này được mấy cân rồi, tăng được mấy cân rồi? Lên đấy. À, trước có 5 cân à, bây giờ 51 à? À trước bỏ đây là 46, bây giờ 51 là lại lên 5 cân rồi. 5 cân. Đây nó bị nó hôm nay đi phát là bị ông đốt cái chỗ này nó sơn thế nó nhảy lên. Anh sợ. Đúng rồi. Đây. Nó bị ông đốt. À xuống đây chơi anh ơi. Là cá sấu phụ. À. Má. Cái tổ. Còn chót đâu mà đốt. Đâu đó? Hả? Dạ vơ, dạ vị. Đâu? Có thấy đâu? À một tí. Có xinh không? À một cái ở tai nữa. Úi rồi. À. Hôm nay có tôi. Kiếm chồng pháp, chứ hai chật. Chị kiếm chồng pháp. Cơ là rồi, tin chị nó hẳn. Đáng hoa chứ. Ngồi như thế là được. Nhìn đẹp đôi mà anh sợ. Hai người đẹp đôi mà. Bà đẹp đôi mà. Đấy. Một. Cả là không tin kìa. Cái thế này là
đi thăm nhà này, đi xem chùa này. Hay là nó đi làm việc cho khách thì chị nó cùng đi cùng nó. Không phải lấy, bây giờ hiện tại không bắt buộc lấy. Cứ tùy theo nó lâu thời gian, nếu mà hai bên quen nhau thì phải lấy nhau là được. Đúng đấy nhỉ. Bây giờ phải tìm hiểu, phải nói chuyện đấy. Nhưng mà anh sợ là không nói được thế mới khổ cơ. Chứ nó kiểu bây giờ nó không quên cơ. Nếu mà quên thì sao không lấy. Chứ mình lấy nhưng mà không quên nó. Anh sợ trông cũng cười cũng đẹp trai phết chứ nhỉ, duyên ấy chứ. Đấy quá đẹp rồi còn gì nữa. Đấy. Đây nha. Nhất hợp tác à? À, anh Đình đang bảo là cho chị máy ở đây lâu lâu là có thể hiểu được cái tiếng nói của anh sợ. Đấy, chỉ là hiểu ngay mà nhỉ. Mấy bảo là mình là đàn bà mình không có chơi chưa về sớm đây những người phải chơi đàn ông cơ. À mình đàn bà là không dám chơi trước, phải chờ đàn ông chơi trước mình mới dám chơi lại. Không dám chơi. Cho tò mò anh thế đấy. Là mình là người con gái là mình không nên chủ động quá, không chủ động mà phải chờ cái người đàn ông là chủ động tán mình nhỉ, thế mình mới có giá, đúng không? Không là mất giá đúng không chị nhỉ? Lo gì không uống, sợ gì không uống hả? Tết chân. Dạ. Dạ. Thôi. Là cố cố được, cô cho là con nợ cơ. Mà nó cố đi. Mà nó cố gắng đi. Cố cố. Có cái món gì nó sáng triệu á. Có mà. Không ngã mà. Cứ nhanh nhanh đi. À ngại ngại một tí nha. Kiểu như là kiểu như cái bộ hà đi bộ đi. Ở nhà rồi, gọi thằng nào? Ê, phong mà, biết tên không? Đọc em một cái cốt. Trả lời đàng hoàng mà, biết tên không? Lên này gió chớ. Thế anh Lành là con đang bế vợ con rồi cũng vẫn đi cùng luôn. À thế à, bây giờ là sẽ đi hái ớt, là đi xem mẹ hái ớt ở dưới này. Đấy, tiện này là cho chị đi xem nướng ớt luôn đúng không? Đi đường thôi, có này. Vâng. Đi đường mà đường lại em cũng đi được hết. Cho ra cái cho ở tủ tủ nhà là một cái quạt trơn à. Ừ. Kim mua từ mua. Rất là khó nói, anh đi phải nhất định bảo nó đi cơ, anh nghe. Nhưng thật khác nó không được, nó không nghe đâu. À. Mua. Con này. Cái thằng này. Ô, anh Đình ơi, cái này là cây quế của nhà anh sao à? À, đấy, có cây quế trồng trong nương sắn nữa này.
À, Quỳnh, sợ. Đây cũng là nương sắn của hai mẹ con à, đúng không anh Đình? Đúng rồi. Sắn tốt thế nè. Nguyên cái vườn này thì cũng rộng phết đấy nhỉ, nhưng mà mỗi tội là hơi rộng một tí thôi. Xem bác hái được nhiều ớt không. Toàn ớt to rồi các bác ạ. Ơ mày không mang túi à? Cái này nó bảo là hái đủ rồi, bây giờ nhổ cỏ. Bây giờ là hái đủ ớt, bây giờ nhổ cỏ. Tôi xem ớt của bác xem nào. Bác có quả cà này. Và đây là quá anh không đi được. Anh cứ đi cái đôi này là sợ ngán, nhưng mà thôi lại đến rồi rồi. Em có với em Thành cứ cùng cô nó chơi một tí xong về nhá, về sau nhá. Vâng. Rồi anh bận anh cứ về. Vâng, vâng. Để cho nó tự nhiên. Tí nó có việc không, tí nó có việc sâu, nếu mà không hiểu thì hỏi anh nhá. Vâng, rồi rồi. Vâng, rồi em cảm ơn anh. Như ở dưới vùng thấp thì đi tán gái hoặc là như thế nào thì có thể rủ nhau đi chơi uống nước. Nay còn ở trên vùng cao thì rủ nhau ra nương, mình đi làm cỏ cùng nhau. Thế cho đi làm nương như này là để xem là có biết làm việc hay không. Thế trong cái giai đoạn tìm hiểu thì nếu như mà nhà của chị Máy mà ở gần đây thì hai người đang thích nhau tán nhau nha, thì có thể là hôm nay chị Máy là sang đây làm việc cho nhà anh Sợ, thì ngày mai là có thể sang nhà chị Máy là làm, anh Sợ lại sang nhà chị Máy làm cho chị Máy, nhờ chị Máy nhỉ. Đúng rồi, vâng. Anh Sợ là làm việc rất là nhanh, nhanh tay nhanh chân. Vâng, quả cà. Đấy, thế là bác lại rúm được một quả cà giống rồi. Hai mẹ con anh Sợ là rất là chịu khó. Cái đất này là nó rất là rộng. Cái chỗ này là cái chỗ đất sạt từ trên này xuống.
Này, thửa đất nó phải như thế này, dốc đứng này, nhưng mà hai mẹ con là vẫn trồng ớt ở đây được. Này, người còn sắp không đứng vững được rồi cái chỗ này ấy. Anh sợ. Anh sợ ơi. Nói chuyện với cô gái đi. Chắc chị phải nói chuyện thôi chị ạ, à, chị phải chỉ trước đi. Mà mình nói trước nhỉ. Anh sợ không nói được ý chị. Nhờ. Hả? Nhờ đúng đấy. Chứ anh sợ là không nói được, chắc chị phải chủ động một tí. Anh sợ là có chị mấy cái là làm việc khỏe hẳn ra. Làm rất nhanh luôn. Không biết là bình thường như thế nào, nhưng mà hôm nay là thấy có chị mấy là làm nhanh lắm, làm ác lắm. Khỏe lắm. Đấy. Anh sợ. Ê. Hô. Anh sợ ơi. Được hay này. Như này chứ. À ờ. Hả? Nhè, chị máy nhè, làm việc nhanh nhờ? Vâng. À, được đấy nhờ? Ừ. Được không chị? Được rồi. À, được rồi bà. À. Thích chưa? Làm việc rất là nhanh. À, làm việc rất là nhanh. Vậy thích nó chưa? Hả? Thích chưa? Có thích không? Có yêu không? Thích nó mà không có phải. À, chị thích nó mà, nhưng mà nó không thích chị thế á? Vâng. À, phải dần dần nó mới thích được chị nhờ, cứ từ từ nhờ. Vâng. À, anh sợ ơi, cái chị kia là thích anh đấy. Anh sợ không nghe thấy em có nói rồi. Xấu hổ quá nhỉ. Đúng rồi, anh sợ xấu hổ đấy nhỉ. À, như chị không xấu hổ đâu nhỉ. À, thích là phải nói chứ nhỉ. Thích là phải nói, đói là phải ăn mà đúng không? Hả? Xấu hổ thì không nói được. À, xấu hổ thì không nói được nhỉ. À. Đấy, ba người làm cỏ nhanh nhỉ, xong rồi đấy.
có nắng nó có chỗ. Ừ, nắng đọc kìa. Nó có lên vào thề. Hả? Mua à? Mua. À, mua. Vâng. Đấy chị cũng hiểu tí nữa đi đi về đi. Vâng, vậy xong rồi. Quả ớt này ngon đấy nhỉ. Vâng, không cay mấy. Chị đi cẩn thận nhá, không ngã đấy. Thế chị mà em nói chuyện với bác nhiều lắm. Bà làm quen với mẹ chồng trước đi. Cháu ơi. Còn anh này tán sọ cũng được. Nó không thích mình thì mình tán nó à nhỉ? Không. Không phải là không thích đâu vì nó... Tức nó đang ngại nói. Một tí, nó không nói được ấy nhỉ, nên nó ngại đấy. Ở đây 1-2 tuần xem thế nào. Chị ở đây chơi lâu mà nhỉ? Chơi lâu mà mới về. Phải chơi lâu một tí. Đóng à? Anh tự làm á? Đi nhanh. Làm nhanh á? À này à, anh Phủ có khách xoát gạo rồi các bác. Nhà chị đây à? Vâng, Vũ. Em có anh Thành với lại các bác là cũng đã được xem à. A Phủ kiếm thị à, sửa xe rồi này, chúng ta sẽ được xem A Phủ sát gạo xem như nào. Lần thôi các bác ạ. Anh Phủ làm như thế là an toàn đấy, lúc mà anh ngắt điện thì phải đeo cái tay kia nhỉ? Ừ, đúng rồi. Đeo là nó cách điện, không anh tay không là nguy hiểm lắm cái điện này. Ừ, đúng rồi. Vâng, chứ là lúc mà anh Lành bảo anh có cả cái máy sát này em thấy hay đã thấy lo lo một tí rồi. Ừ, đúng rồi. À, nay là xem anh là làm như này, anh có cái bao tay bằng cao su này thì an toàn nhỉ, không sợ. Ồ, mày có mày, không mình cũng không dám sợ đâu nhỉ anh nhỉ? Đây là cái lán máy sát của anh. À, cái này là anh tận dụng lại cái khung sửa xe ngày trước nhỉ. Cái lán sửa xe ngày trước là lúc mà dỡ ra là để tạm bên này. Mọi người khinh ra đây. Một lúc đấy mọi người giúp A Phủ khinh ra đây. Anh là tận dụng lại để làm cái lán máy sát luôn. Anh
đi vào nhé. Nguy hiểm lắm. Hôm nào dạy cho vợ sát đi. Vợ thấy hơn thì an toàn hơn đấy. Vâng. Vừa mới về đây chưa quen khách. À, nó vừa mới về là chưa quen khách. Vâng. Nhưng phủ phải cẩn thận nhá. Vì là lúc sát thì cũng có cả cái người khanh san gạo đây thì phải chỉ đấy nhỉ. Phải chỉ cho nó đi phải đúng. Đấy. Ấn các nút là phải đúng. Thấy không an toàn thì hỏi người bên cạnh đi. Người không biết thì hỏi. Một bao anh sát thì bao nhiêu tiền hả anh? Một bao á. Vâng. Sát thì người ta không lấy cám thì cũng 10.000 thôi mà. À không lấy cám là 10.000. Còn lấy cám? Ở người ta không lấy cám, à, lấy cám là 10.000. Lấy cám 10.000, người ta không lấy cá thì không lấy tiền. Vâng, là mình lấy cám. Anh sát được nhiều chấu nhà em đấy. Chấu này mai kinh, nhìn nhiều là đốt do được. Bây giờ thì anh phủ là nhà cửa là có các mạnh thường quân các bác là giúp đỡ rồi. Thì bây giờ anh phủ chỉ có mình làm, mình kiếm để mình trang trải cuộc sống và mình tiết kiệm, tích góp vào đây thôi nhà anh nhờ. Đấy, khi mà anh được các cô các bác giúp đỡ và anh cũng tiến bộ được như này là em mừng lắm. Tuy là anh là cái người khiếm khuyết thôi. Đấy, mình cũng không đầy đủ các giác quan, các ngũ quan chứ. Đấy, mình không nhìn thấy nhưng mà anh giỏi này thì em mừng lắm anh ạ. Đấy, vui. Bây giờ mình còn trẻ, mình làm tiết kiệm mà anh phủ ạ. Sau này mình già rồi mình sợ mình không làm được ấy. Mình có cái tiền đấy để mà dưỡng già. Dưỡng già ấy. Thôi về thôi, khách về đấy, khách chuẩn bị về đấy. Thế món tốt gì đấy? Đấy, khách cứ xong ra, không về chào khách ấy. Vâng, đấy. Lịch sự phết đấy anh chủ ạ. Tôi phải lịch sự thì làm sao khách nó mới đến tiếp chứ nhỉ? Là nó kiểu là nó phải cứu rồi sao ấy. Hả? À, sợ này á? Ừ. Thích một tí thế à? Ừ, vừa nãy về đây chị nói là nó có thích không, nó còn lăn thế này cho chị mà. À, như này là thích à? Có được không? Chị. Như này à? Ô, anh thử lại đổi kiểu tóc mới này xem nào. Trông ngầu thế. Nó thích cho sao nó không kéo tay nhưng mà nó ra cái hiệu này cho chị, nó cười ra hiệu thế này. Anh sợ ơi, cái này cái gì đấy? Đánh như này không? À đúng rồi, cái đầu à? Thấy không? Kết lắm rồi. Này nghiện còn ngại nhỉ? Không lấy đâu nhà cháu có. Đi ra bảo với bác đi, bảo nhà em có rồi. Không em đi chơi em không rồi. À, để nhà mình ăn đi. Vâng, nhà cháu có nè. Vâng, để cho bác ăn nhá. Vâng, cháu có rồi, cháu cảm ơn. Anh sợ bà cứ cho. Thế cứ cho đi. Vâng, thế cháu nhận nhá, cháu cảm ơn ạ. Vâng, để bác cho ớt. Cảm ơn không? Ừ. Bác lấy một người lại buồn. Cua rau nâu. Hóa nói tệ. Xin bác nhá. Này anh sợ ở đây là phải cái này kiểu phải nói chuyện với cô gái tí đi nhỉ. Nói chuyện là anh này tả thì mình là chị ra nhỉ. Biết. Không biết tả. Bà mẹ tả đi. Bà mẹ chắc là chị phải bảo là như kiểu anh sợ là phải kiểu nói chuyện đi, cứ nói chuyện thôi bình thường thôi ý. Xong rồi thấy là lại sợ lại ngại ý. Nhờ ló có hề có ló nhớ nó ló con đồ nhờ cô mẹ thật với nhà. Cứ nói chuyện đi làm bạn thôi mà có hết người đâu nhờ. Nhá bây giờ tối cho em đi về thôi, bây giờ là lên chơi à. Ờ thì bây giờ ok rồi. Bây giờ A Sở nó lại ngại ấy. Thế là có một tí thích rồi. Thích một tí rồi à? Nhá. Đầu nhá. Ra rồi. Thì lên tôi.
Em bảo là lâu lâu dẫn đi chơi đi uống nước. Xuống đây ngồi uống nước nhảy nói chuyện. Nước đây cũng có mà. Cái quán luôn ở đây. Buổi tối á họ còn ở đến 11 giờ ấy. Vâng. Là ngồi nói chuyện nè. Ngồi nói chuyện trong nhà A Phụng ấy. À. Chuyện đến 11 giờ. A Sợ có ở đây không? A Sợ hôm qua nó lót là món lót lót chỉ nhót này ạ. Đấy, cứ xuống đây nhà nhà gần vậy nhỉ. Thôi nhá, em về nhá, thôi em về đây. Em về nhá, nào em lại đi chơi ạ. Vâng. Nhớ bây giờ tối rồi tí ăn cơm xong mới về. Thôi ạ, em về luôn. Thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các cô các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin.